con đó. Mã cho. Ông bán cho con một con chó con ạ. Con 200. Con thích bắt con nào thì con bắt. Vâng ạ. Ông ơi, con bắt con này ạ. Ờ, con là được, con là 200. Vâng ạ. Ông có bớt nhớ là mua là ông bán nhưng mà ông phải cho con một nửa. Vâng ạ. Vậy con là có 100 à ông? À, vậy là ông lấy 100 thôi, 100 cho con. Vâng ạ. Ông giữ hộ con chó. Được, ông đâu mà ra mình dạ, con ở đâu làm gì? Dạ mẹ con đi làm ở xa Tết mới về ông ạ. Thì con ở một mình trong nhà này. Vâng ạ. Nhà ông có nhiều hoa đẹp quá, ông cho con xin một ít hoa. Rồi cắt nó trồng cho đẹp, nhà đẹp cửa. Ở với chị Hoa nhé, chào con. Ông trồng được bao nhiêu ngày rồi ạ? Ông trồng một tháng. Vâng. Hai ngày hoa này. Dạ, con chào ông, con về.
đây với chị nhé. Thank you.
ăn cơm đi. Thank you.
trốn ở đây làm chị đi tìm mãi. À, chị bé nào? Lulu đã đói chưa Lulu? Tí chị cho ăn cơm nhé. Thank you.
Chú ăn cơm đi. Thank you.
Thank you.
Okay.
Con bán 15.000 một cân thế ạ. Cho cô một cân. Vâng ạ. Cái này đâu ngon đấy. Cái tí là giỏi nhiệt nhỉ. 8 tuổi nữa. Hơn 100 đấy. Mua mất em đấy. Dạ thế. Cháu bán hến à? Thế cháu bán bao nhiêu tiền một cân đấy? Dạ, cháu bán 15.000 một cân ạ. Thế bán cho chú một cân đi. Cô nó cắm cái nồi hỏng, cái nồi tắt. Phải không?
một cáo. Dạ, 5.000 một cân ổi ạ. Bà lấy mấy cân? Đây. Có cân cho cháu chỗ đấy ạ. Dạ, của cô hết 7.000 ạ. 7.000. Đây tiền này. Thank you.
Gì bà? Ai về? Bà bảo anh nào lũ này nó về. Bà. Đó thì mua luôn nhà tướng Yên đấy, mua cho móc rồi ấy. Cô lấy lại to hay là nhỏ nào?
nhiêu em? Thank you.